Rồi, xin chào mấy anh em ha. Sẽ quay mấy cô cho anh em tham khảo nha nè. Nãy giờ mấy con này dắt hàng sáng đưa đập máy đó. Máy nãy có con cũng dây vàng nó đạp mấy con kia nó đạp. Thì con nào mà nó máy hay nó gù thì thường là bên em bắt nó lại rồi làm dấu nè. Thì anh em có nhu cầu của cô gái thì alo em nha nè. Và tiếp tục chủ đề nghe nè, chủ đề chính thì em giới thiệu cho anh em mấy cái con chim giả. Mấy con chim giả nghe nè. Chim giả. Thì mấy con chim này thì cũng là bên em cũng bẫy nè, bẫy rồi rồi bên em về bắt lột da rồi nhồi keo nghe nè, bơm keo vô rồi sấy khô. Thì mấy con này thì cũng mới làm nè, lông lá nó mới lắm. Thì con này là con cút nè. Thì con cút này thì bên em hiện tại thì đang bán giá là 140 nghe nè. Thì con cút này như anh em mà muốn bẫy cút thì bên em cũng có bán bẫy cung nghe nè, bẫy cung ha, một bộ gì đó. Thì nó có hai cọng dây là một dây màu đen và dây vàng nghe. Thì hai cái loại mẫu dây này thì là bán chạy nhất ha, dùng đằng hình nghe nè. Lưới là lưới siêu mảnh ha. Mấy cái bẫy cung này thường là mình bắt được hai chiều nghe nè, bắt được hai chiều luôn. Thì một bộ vậy đó nó là 10 khung, thì hiện tại em đang bán giá là 100.000 nha nè. Bắt cút ha. Còn con cút thì em đang bán giá là 140 nha nè, 140 ha. Còn con này là con mắt xéo nha nè. Thì bên em có bán mắt xéo chằn nghịch đầy đủ hết. Anh em cần mẫu alo em nha nè. Quất ha. Cút này thì em đang bán giá là 170 nha nè. Còn miệng bẹp cũng vậy luôn nha nè. Miệng bẹp thì em đang bán giá là 170 nha nè. Biệt ha, mắt đỏ ao nghe nè. Rồi con cúm núm hay còn gọi là gà nước đó nè. Thì bên em có bán đầy đủ hai con nha nè, chống mái nha. Chống mái trận nha nè. Anh em cần mẫu con cúm núm này alo em nghe nè. Như gà nước ha, mấy con này mới làm đẹp lắm. Lông nó mới đẹp. Mấy con này cũng mới bắt làm cũng ít ngày nha nè. Thì như là cái con biệt biệt á thì bên em có bán cái mẹt luôn nha nè. Mẹt biệt biệt ha. Mẹt đó thì lưới là bằng lưới siêu bền nha nè, lưới siêu bền, lưới đen ha. Thì cái là cái mẹt bề biệt bên em hiện tại đang bán giá là 220 nha nè, 220 ha. Anh em có cần mẫu mẹt bề biệt thì alo em nha nè. Ngoài ra chim giả em bên em có mắt xéo chằn nghịch đầy đủ hết trơn nha anh em. Thì như là anh em như là cần mẫu lo nè, lo hay là các bẫy như bẫy thòng đa năng, bẫy thòng đa năng, thòng khung rồi bên em đều có bán đầy đủ hết trơn nha anh em. Bẫy cút thật là anh em mua lụp cũng có nha anh em, lụp chích, lụp quất đầy đủ hết, quần áo ngụy trang liều lụp. Thì bên em bán đủ tất cả các mặt hàng săn bắt nha anh em. Thì như là thức ăn cua gáy hay là cua gáy gì bên em cũng đều có bán nha anh em. Thì bên em bán là cua malai ha, anh em có nhu cầu alo em nha anh em. Thì bên em bán cũng nhiều mặt hàng lắm, khoảng mấy trăm mặt hàng á. Thì em có năng như anh em muốn tham khảo á thì anh em có thể qua bên hàng Shopee hoặc là Lazada. Tóc thì bên em đều có đang bán bên đó hết. Bên đó thì em đăng nhiều lắm. Còn khi quay clip này thì em chỉ quay sơ lược một số mẫu ít phút cho anh em tham khảo. Cần mẫu nào thì anh em alo em. Hoặc là anh em cần tư vấn mẫu nào đó anh em thì alo em. Thì mấy con bên em cũng bán cua gáy nữa nghe nè. Thì như là con trống mà để mình làm mồi á. Như là anh em cần mẫu con nào thì em sẽ quay trực tiếp cho quay em gửi cho anh em coi ha. Thì cái số điện thoại là em để trên tiêu đề nghe nè. Thì mấy con này bà hổm em nhốt dưới này nè nè, mấy con nhỏ mới cặp á, thì em bán một cặp vậy là 1.500.000, bữa nay bán hết rồi. Hôm qua em giao hai cặp nghe nè, một cặp ở Đắk Lắk và cặp ở Bình Thuận. Thì em giao luôn hết hai cặp thì em chưa có kịp, còn để bên cái chuồng lớn em chưa có bắt ra. Thì anh em có mà mua cua chắc chiều nay em sẽ bắt ra mấy cặp để ngoài này nữa. Thì em quay cho anh em mẫu alo em nghe nè. Nãy có một con cọng dây vàng, cục dây nó gượt, mấy con kia đập máy nó gù rồi. Bự con lắm nghe nè. Rồi xin chào, hẹn gặp lại anh em sau ha. Anh em có nhu cầu mẫu nào alo em nghe nè. Thì bên em bán nhiều mặt hàng lắm.